Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 23 tháng 10 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tướng Blin tái xuất, tuyên bố đáp trả chính quyền ông Joe Biden, giải vây cho Tổng thống Trump vì sao họ sợ ông Jim Jordan trở thành chủ tịch Hạ viện. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, gần đây, tướng Flynn đã chia sẻ quan điểm của mình trên mạng xã hội X về Q. Trong một bài đăng dài, Flynn đã chia sẻ, đây là quan điểm của tôi về Q. Tôi tin rằng đó là một vấn đề tâm lý lớn và theo những gì tôi có thể nói, nó hoặc họ hoặc bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai đang điều hành hoạt động này đã gây ra một sai lầm lớn. Blin tiếp tục, những gì tôi thấy là một nhóm người đang ngồi và chờ đợi điều gì đó xảy ra, thay vì làm những gì tôi đã kêu gọi từ khá lâu. Cựu cố vấn NSA của Tổng thống Trump đã thêm vào bài đăng của mình bằng cách viết, Rome đang đốt cháy, Nero và lữ đoàn xô sắp cạn nước. Và dù muốn hay không, chúng tôi có một người ở White House đang tuân theo quy trình hiến pháp. Lưu ý rằng tôi không nói bầu cử công bằng." điều mà tôi không tin là đã xảy ra gian lận. Cuối cùng, tôi rất tôn trọng tuyên bố thông minh của bạn và chắc chắn đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn cũng như của đây. Tôi cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của nhiều chiến binh kỹ thuật số đã và đang hỗ trợ tôi. Cảm ơn bạn sẽ không bao giờ là đủ. Tuy nhiên, tôi muốn chúng ta đối mặt với thực tế và nó hiện đang nhìn thẳng vào chúng ta và nó thật tai hại. Nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy tin tưởng tôi. Sẽ luôn có cơ hội tốt Chúng ta chỉ cần tìm ra và khai thác chúng càng sớm và lâu càng tốt, Chúa phù hộ chúng ta. Thưa quý vị, kể từ khi cuộc bầu cử năm 2020 kết thúc, ông Flynn là người giữ lời và rất tích cực tại địa phương. Gateway Pandit đã báo cáo lại trong cuộc bầu cử giữa kỳ rằng, Flynn tình nguyện làm người theo dõi cuộc thăm dò ở Florida. Tướng Flynn đưa ra tuyên bố này để đáp lại đoạn video về cuộc phỏng vấn gần đây mà ông đã thực hiện với Dave từ X22, nơi ông chia sẻ rằng quân đội Hoa Kỳ không thể lừa đảo như một nước Cộng hòa chuối, mà quân đội phải tuân thủ hiến pháp và hành động theo mệnh lệnh của người được bầu chọn hợp lệ. Về cuộc trao đổi sôi nổi giữa tướng Flynn và Days từ X-22, một nhà bình luận chính trị Yuta M. Tritut, đã nói về vấn đề này rằng Đầu tiên, tướng Flynn đúng 100%. Quân đội của chúng ta tuân thủ hiến pháp Hoa Kỳ, quân đội của chúng ta hành động theo mệnh lệnh của những người được bầu hợp lệ. Yêu cầu quân đội của chúng ta làm bất cứ điều gì khác ngoài hiến pháp, chúng ta cũng có thể sống trong một cộng hòa chuối. Tôi đồng ý 100% và tuy nhiên chúng tôi không muốn điều đó. Chu Biden và nhiều người khác đã không được bầu cử hợp lệ. Nếu tất cả các con đường pháp lý và tư pháp đã cạn kiệt và quy trình bầu cử hợp lệ, những cá nhân nói trên bị xâm phạm, và hiến pháp của chúng ta liên tục bị xói mòn và coi thường. Đó không phải là một câu hỏi công bằng. Và cuối cùng, tôi vẫn tôn trọng và đánh giá cao sự phục vụ của tướng Michael Flynn đối với đất nước này. Vì sao họ sợ ông Jim Jordan trở thành Chủ tịch Hạ Viện? Thưa quý vị, trong bối cảnh đang diễn ra những tranh cãi về việc ai sẽ là người được bầu làm Chủ tịch Hạ Viện, người ta nhận thức được vai trò này sẽ thứ ba trong thứ tự kế vị Tổng thống đương kim tổng thống dường như chỉ làm việc vừa đủ người đứng thứ hai sâu tổng thống hiện đang vắng mặt không phép cũng không bao giờ đủ tiêu chuẩn theo bất kỳ nghĩa nào và nếu bà ấy được đánh giá cao theo cách nào đó mà hầu như là không được như vậy thì người ta cũng chỉ xem bà như một trò đùa điều đó khiến cho chủ tịch hạ viện ở rất gần với trung tâm quyền lực đối với nhiều người ở khoa thịnh đốn đây là một vấn đề hệ trọng khi vị trí này đột nhiên được mở ra nhờ một cuộc bỏ phiếu do một nghị sĩ có hơi hướng nổi loạn thúc đẩy, và việc đó khiến rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ông Jim Jordan của Ohio đã trở thành thành viên được kính trọng và nổi tiếng nhất trong khối cử tri trung thành của đảng Cộng Hòa. Mọi người đều đã nhìn thấy ông ấy trên truyền hình. Theo chủ thuyết tích cực của mình, ông ấy hiện diện mọi lúc mọi nơi và là một người đầy nhiệt huyết phản đối công việc như thường lệ ở Capitol Hills theo bất kỳ tiêu chuẩn thông thường nào, ông ấy là người nhất định sẽ giành thắng lợi miễn là khối cử tri trung thành của Đảng Cộng hòa đi theo cách mà họ muốn. Điện thoại đã reo lên trong nhiều ngày, khi nhiều người gọi điện thoại đến và yêu cầu một cuộc bỏ phiếu công khai và sẵn sàng trừng phạt các nhà lập pháp vốn ưa trốn tránh trách nhiệm. Nghị sĩ Thomas Mezi của Kentucky, một trong số ít các chính trị gia quốc gia có nghị lực thực sự cộng với trí thông minh cao dành sự tôn trọng cao nhất cho ông Jordan. Sau đây là những gì mà ông Mazi đã viết khi đang ở trong trận chiến này. Đây là những lời quan trọng. Tôi đã nhận được hàng ngàn phiếu bầu trong thời gian ở quốc hội. Không có cuộc bỏ phiếu nào minh bạch như cuộc bỏ phiếu cho chức chủ tịch hạ viện của ông Jim Jordan. Tại sao cuộc bầu chọn của ông ấy lại không được dễ dàng chút nào? Bởi vì sự lãnh đạo của ông ấy đại diện cho một mối đe dọa có thể nhận thấy được đối với sự phát triển không được kiểm soát của chính phủ liên bang cồng kềnh của chúng ta. Tất nhiên, các hãng truyền thông thiên tả mô tả ông đình là khuynh hữu và là một người theo phe cựu tổng thống Trump, mà điều này chắc chắn gây ấn tượng sai lầm. Nếu những từ đó không có nghĩa nào khác ngoài việc ra hiệu rằng chúng tôi không thích ông ta. Trên thực tế, ông ấy là nhà điều tra giỏi nhất về các mưu đồ của nhà nước ngầm, một người tranh luận mãnh liệt và là người tận tâm phản đối nạn tham nhũng và chính phủ toàn quyền trên mọi mặt trận. Ông ấy là một đại diện xuất sắc cho những ý tưởng tiên tri và quyền lực nhất trong đảng Cộng Hòa. Đặc biệt nhất, ông coi nhà nước hành chính là kẻ thù giấu mặt của hiến pháp Hoa Kỳ và quyền tự do của người Mỹ nói chung. Và đây chính là lý do tại sao thế lực quyền lực nhất định đang ở thủ đô Khoa Thịnh Đốn lại toàn tâm toàn ý để bảo đảm rằng ông Đình không thể đến gần trung tâm quyền lực như vậy. Ngày nay, nhu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoạt động và ngăn chặn những kẻ nổi loạn đã trở nên vô cùng căng thẳng. nhà nước ngầm muốn che đậy điều đó, họ đang cư xử như cách mà nhà văn Maria Vali từng mô tả về vị hoàng tử thông thái đáng sợ hơn là được yêu quý. Cũng giống như vị hoàng tử này, họ thà nghiền nát và phá hủy hơn là gây ra những tội lỗi nhỏ khiến có thể bị báo thù. Trong trường hợp có bất kỳ đại diện chính thống nào của phong trào dân túy, thì họ sẽ không có sự khoan nhượng nào. Đây là lý do tại sao những người trong nội bộ Hoa thịnh đốn đã giật mạnh mọi đồng bẫy có sức ảnh hưởng có thể để ngăn cản ông cho đến tiến đến chức Chủ tịch Hạ viện. Vấn đề quan trọng ở đây là nhà nước hành chính tồn tại lâu đời ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn này có hai nhánh chính. Bộ máy quan liêu dân sự cũ kỹ vốn nghiệm nhiên cho rằng mình thực sự chịu trách nhiệm cho đất nước cộng với một lớp sâu hơn của cộng đồng tình báo, vốn biết chắc chắn rằng mình là thế lực thực sự đang điều hành quốc gia này. Cả hai nhánh này đều sống trong bóng tối suốt một thời gian rất dài mà công chúng không phát hiện ra rằng đây là nhánh thứ tư và có tầm quan trọng nhất của chính phủ. Nhánh này không có trong hiến pháp nhưng điều hành mọi thứ dù thế nào đi chăng nữa. Việc ông Donald Trump ra tranh cử năm 2016 thực sự là một bước ngoặt. Đây là khởi nguồn của sự hoảng loạn, những tuyên bố lố bịch rằng Nga có trách nhiệm trong sự đắc cử của ông chính là hoạt động tâm lý đầu tiên. Phải mất nhiều năm và nguồn lực rất lớn, nhưng cuộc điều tra này được cho là không mang lại kết quả gì đáng kể. Điều này còn tệ hơn cả là một cuộc tấn công của đảng phái. Đó là một khoa tình đốn già nua đang chiến đấu giành lấy sự sống của mình trước những điều mà họ thực sự lo sợ. Hóa ra đó chỉ là sự khởi đầu. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi cuối cùng họ đã khai triển âm mưu nhằm đe bẹp ông Donald Trump một cách tối đa. Sự ứng phó trước một loại virus đã khiến cho ông Trump phải cho phép các cuộc phong tỏa. Điều này đã dẫn đến việc chi tiêu hàng ngàn tỷ đô la, tạo ra tiền và các khoản thanh toán phúc lợi tăng lên một cách bùng nổ, chưa kể đến một cuộc tấn công ồ ạt vào quyền sở hữu của hầu hết người dân. Những người được hưởng lợi duy nhất chính là các đại doanh nghiệp vốn thù ghét ông Trump, và các thành viên đảng Dân Chủ vốn lợi dụng nỗi sợ bệnh dịch của người dân để mở rộng tự do bỏ phiếu gửi qua đường bưu điện nhằm khiến ông mất cơ hội giành lại tòa bạch ốc. Tại đây, một phần của động lực này là kế hoạch thông minh của ông Trump nhằm phân loại các nhân viên trong nhà nước ngầm là dưới quyền của Tổng thống, chứ không phải của các nghiệp đoàn lao động của họ. Thay đổi đó, cuối cùng đã được thực hiện trong những tuần trước cuộc bầu cử năm 2020, sẽ giúp suốt cạn đầm lầy hiệu quả hơn bất cứ điều gì mà ông ấy đã từng thử trước đó. Đó chính là khoảnh khắc thực sự của cơn hoảng loạn. Không có một nhà nước ngâm thương trực và không thông qua bầu cử, thì toàn bộ âm mưu đó sẽ cạn kiệt và về căn bản là bị dao động. Và không chỉ có Hoa Kỳ, cuộc tranh đấu vĩ đại này đang diễn ra trên khắp thế giới. Đó là cuộc chiến giữa giới tinh hoa và nhân dân. Giới tình hoa có mọi quyền lực, nhưng nhân dân lại có niềm đam mê và ý tưởng. Những gì sắp xảy ra thực sự phụ thuộc vào một chuỗi các bước lập đi lặp lại mà dường như không liên quan gì đến bức tranh toàn cảnh, nhưng thực tế lại có liên quan. Việc bầu chọn ông Jim Jordan làm chủ tịch Hạ viện là một phần trong cuộc đấu tranh vĩ đại đó. Một trong nhiều cuộc tranh đấu khác sẽ diễn ra trong những năm sắp tới. Đây là lý do tại sao rất nhiều người quyết tâm ngăn chặn điều đó xảy ra. Nếu một người như thế này có thể đứng thứ ba trong thứ tự cái vị tổng thống, thì bộ máy quan liêu thường trực ở Hoa Thịnh Đốn và tất cả các nhóm lợi ích mà họ phục vụ sẽ đi về đâu? Cuối cùng thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an